Đây là khu bánh kẹo trong nhà sách nha mọi người. Mình phát hiện được là có mấy cái mặt nạ, một đống mặt nạ siêu nhân luôn mà bạn Euro rất là thích. Euro ơi, quá nhiều chưa? Nè 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 nè, có mày là siêu nhân gì? Nè siêu nhân Terra đâu? Siêu nhân điện quang hả? Rồi siêu nhân Terra đâu? Năm em siêu nhân của con đâu? Quá nhiều, quá nhiều quá. Từ 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 từ. Coi chừng. Rồi bây giờ Euro lấy cái mặt nạ nào, Euro lấy một cái đi. Euro lấy cái này đúng không? Đúng không? Cái này là con siêu nhân gì? Con gì vậy? Siêu nhân điện quang hả? Cái này là giống mặt nạ người kiến quá ha. Con này là con gì đây? Robo, phải không? Mặt nạ robo đúng không? Wow, đảo quá. Đây nữa. Cái này là mặt nạ gì vậy các bạn? Mặt nạ của nhân vật nào đây? À, cái này là thế giới kẹo. Qua đây nhiều kẹo lắm nè Ro. Trời ơi, có kẹo con này nè, kẹo con cá nè. Ôi, dễ thương quá. Nước này nó kêu hả? Nó sao đấy đó. Rồi à, cái này làm sao? Cái này chơi làm sao? Cái này chơi làm sao? À, chơi gì nè, đó. Đúng không? Wow, ác con khỉ. Con này con đười ươi. Rất là nhiều loại bánh kẹo luôn. Còn cái này, à đây nè, ta chơi bóng rổ nha, chơi làm sao mà nó hất vô cái ấy là mình thắng nè. Nè đâu quay làm sao, đúng rồi nè, con được khinh công rồi, nó lắc gì nè con, đúng rồi, nó quay vòng vòng luôn. Chúng ta có kẹo son khổng lồ nữa nè các bạn. Đây là kẹo bình xịt cứu quả mùi dâu nha, kẹo đèn pin nữa nè. Ủa đây quá trời kẹo luôn các bạn ơi. Gì đó đó bóp bóp vậy đó con. Ừ đâu 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 đâu. Ôi hay quá. Đây kẹo vali nữa nè, hồi nãy mẹ thấy kẹo khủng long luôn nè, kẹo trứng khủng long luôn nè. Quá nhiều loại kẹo quá, kẹo bóng rổ nè mấy bạn, cho các bạn trai bạn gái nha. Có kẹo trứng con gà nữa nè. Ồ, Euro cầm coi cái đèn pin hả? Đâu? À. Wow, có hình tia chớp luôn, đèn pin có hình tia chớp luôn. Rồi. Cái này là mặt nạ Euro mua nha các bạn. Đâu, đeo vô coi. Wow, đẹp quá, mẹ sẽ mua cái này cho Euro. Hình khác không con? Rồi à, cái này hết pin rồi. Bạn Euro mê rồi. Mê hoài kẹo rồi. Sticker nữa nè. Kẹo trứng khủng long đầu sừng nữa nè. Rồi mình đi coi cái khác đi. À, con muốn mua con King Kong này hả? Mấy bạn thấy con King Kong này có hung dữ không? Ừ. Ghê quá. Cái nào nữa con? Sao mua nhiều thế? Cái này không có kẹo trong này. Có. Không có nè. Nó không có kẹo. Cái này bị hư rồi. Cái này mới có kẹo nè. Nè con này là gì? À cái này là hình Superman nè mọi người. Mọi người thấy không? Hình Superman. Đây cái này là hình Superman. À bóp ít ha các bạn. Ủa này là trái sầu riêng nè. Dễ quẹo luôn. Đó. Một đống bóp ít luôn. Bóp ít đủ màu. Đó. À, bóp ít Messi hả? Nhiều quá ha. Nè, bóp ít Vuvuzela nè.
À đó, hai con này là bạn chung với nhau đúng không? Euro biết hai con này là bạn chung á. Đó, một đống, đây là bánh kẹo. Wow, nhiều quá. Hôm nay Euro chơi được nhiều quá. Bên này lồng đèn á con. Lồng đèn trung thu á. Ừ. Gì vậy? Này là gì? Bóp ít con khủng long. À ở đây là wow, hộp bút luôn nha các bạn, hộp bút cho mấy bạn nè, đủ thứ hết trơn á, đẹp quá. Ừ, đá lồng đèn á. Euro coi 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 viết chì nè, Euro viết chì siêu nhân nè, viết chì Spiderman luôn. Ôi ôi đẹp chưa. Chừng nào Euro viết chữ mẹ mua cho Euro cái này nha. Gì? Ừ cái đó là lò xo con. Rồi mình đi kiếm con cọp đúng không? Bạn Euro muốn đi kiếm con cọp đúng không? Rồi đi kiếm con cọp. Bạn Euro hồi nãy thấy con cọp bằng cao su kéo ra dài thòn. Bây giờ mình sẽ đi kiếm lại con cọp đó nha. Rồi kẹo, một đống kẹo. Wow, kẹo nước ngọt, trái cây. Rồi đi kiếm con cọp. Thế này các bạn, Euro thích con cọp. Con cọp kéo ra dài thòn lòn vậy nè đó. Mấy bạn thấy hình con cọp ghê chưa? Đó, bây giờ con làm cho nó ngắn lại đi. Con làm cho nó ngắn lại đi. Ừ, kéo ra. Rồi đâu nữa mẹ coi coi. Ôi, con cọp. Con cọp ở của Euro. Này là con virus nè. Virus vi trùng. Đúng rồi, con này là con virus vi trùng đó. Rồi. Đẹp quá ha. Rồi giờ con lấy con này đúng không? À. Con cọp kỳ dị. Rồi đứng con dậy. Da, với lại một cái mặt nạ. Con vịt. Con vịt đó bóp bóp thôi. Rồi, hai món thôi nha. Ở đây là mấy cái cao su bóp bóp. Cái gì vậy? Ồ, bóp đã quá, mềm xèo luôn. Con chó nè. Ủa, có con thỏ nữa nè, dễ thương quá các bạn ơi. Có con thỏ nữa nè. Ồ, còn cái này là cái trứng gì đây? Để mẹ mở ra mẹ coi có cái trứng gì nha. Cái trứng gì vậy ta? Không biết nữa hả ta? Ồ, cái trứng này là cái trứng này là để mình xếp để cho cái màu các màu nó chung trùng với nhau á mấy bạn. Đó. Còn đây là gì? Đây trong này nó là cái bánh bao siêu mềm để bóp bóp chơi. Đây. Đó cái bánh bao siêu mềm để bóp bóp chơi. Cái này gì vậy? Bóp vô được không con? Đây này là bóp nha nè con. Ý đó. Ý đó, bóp cái miệng nó vậy nè. Con bóp cái bụng á. Ờ bóp vô. Không được hả? Tay con nhẹ quá mà nè. Đó cái đó của em đó con. À bóp vô như nè. Ý thổi bong bóng. Rồi rồi thôi mình đi tính tiền nha. Mình đi tính tiền nha. Hai còn chơi gì nữa không? Chơi gì nữa? Ừ đó, nó bóp bóp vậy á con. Con gấu này nữa nè. Ồ. Ơi. Cái gì? Sầu riêng hả? À cái trái sầu riêng mềm mềm á đúng không? Cái sầu riêng ở đằng kia rồi. Các bạn đi. Hẹn các bạn lần sau nha các bạn. Bye bye các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ ra mình tính tiền. Đúng rồi, các bạn nhớ xem video của mình nha các bạn nha. Bây giờ mình